Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Tin Mới. Phương Thúy xin kính chúc quý vị có một ngày làm việc năng động và hiệu quả. Còn ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi điểm lại những thông tin trong 24 giờ qua. Đừng quên ấn like cũng như đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất cứ thông tin đáng chú ý nào nhé. Đụng độ dữ dội Hải quân Anh, phát phóng tên lửa, nhấn chìm 20 tàu Trung Quốc ở Biển Đông để bảo vệ Việt Nam. Thưa quý vị, theo tờ báo nổi tiếng của Anh có tên là Reuters dẫn lời một vị tướng trong quân đội của Hoàng gia Anh cho biết tình hình Biển Đông hết sức căng thẳng khi Trung Quốc liên tục điều hàng trăm tàu chiến mang vũ khí hạng nặng lao ra Biển Đông để thị uy sức mạnh Dương Oai với các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, để thách thức cả thế giới. Ngay lập tức, Liên minh Hải quân Anh, Pháp đã điều tàu cỡ lớn mang theo rất nhiều tên lửa đã bất ngờ phóng hỏa thiêu trụi và nhấn chìm 20 tàu chiến của Trung Quốc ở ngoài Biển Đông. Thưa quý vị, theo tờ báo China Morning Post của Trung Quốc dẫn lời một vị tướng lĩnh trong quân đội của Trung Quốc cho biết nguyên nhân chính gây ra tình hình căng thẳng trên Biển Đông là do chính quyền Tổng thống Joe Biden của Mỹ khi trong 7 tháng đầu năm 2021, Hoa Kỳ đã điều không biết bao nhiêu tàu chiến các loại mang theo vũ khí, khí tài hiện đại bậc nhất của thế giới để tiến vào Biển Đông hăm dọa Trung Quốc. Đại diện người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Cảnh Sảng và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc ông Ngụy Phượng Hòa đã rất nhiều lần lên tiếng chỉ trích chính quyền của ông Joe Biden khi cho rằng quân đội và hải quân của Mỹ đã vi phạm luật pháp quốc tế cũng như luật pháp của Trung Quốc, vi phạm Công ước về Luật Biển năm 1982 của Liên Hiệp Quốc khi ngang nhiên điều tàu chiến xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc ngoài Biển Đông. Các quan chức của Trung Quốc cho rằng nguyên nhân gây ra sự căng thẳng trên hoàn toàn là do phía Hoa Kỳ và phía Mỹ đã làm cho tình hình quan hệ giữa hai nước trở nên xấu đi. Nhận thấy tình hình bất ổn và cấp bách khi Mỹ liên tục đe dọa phá nát 7 hòn đảo mà phía Trung Quốc đã mất gần 10 năm xây dựng và bồi đắp ở ngoài Biển Đông, Hải quân của Trung Quốc đã điều 100 tàu chiến mang vũ khí hạng nặng và máy bay ném bom cùng 50 tàu cảnh sát biển ra Biển Đông để ngăn chặn Hải quân hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ. Tuy nhiên, các đồng minh của Mỹ gồm Anh, Pháp đã ra tay giúp sức Hoa Kỳ phóng tên lửa, làm chìm 20 tàu chiến của phía Trung Quốc là một điều không thể chấp nhận được và Trung Quốc đang lên kế hoạch bảo thủ Hải quân Anh, Pháp cũng như bảo thủ Hải quân Mỹ. Bắc Kinh sẽ không bao giờ chịu khuất phục và cũng không bao giờ bỏ qua vụ việc này. Thưa quý vị, theo một vị đô đốc chỉ huy hải quân của Hoàng gia Anh cho biết chúng tôi đại diện cho Liên minh châu Âu, Anh, Pháp, Đức, Hà Lan nhận thấy Biển Đông trong suốt thời gian vừa qua liên tục xảy ra những cuộc đụng độ nguy hiểm mà nguyên nhân chính đó là do phía Trung Quốc gây ra. Đó là do chính quyền ông Tập Cận Bình muốn thôn tính Biển Đông, muốn biến Biển Đông thành ao nhà của Bắc Kinh, cho nên họ đã dẫm đạp lên luật pháp quốc tế, không tôn trọng phán quyết của Tòa trọng tài thường trực của Liên Hợp Quốc cũng như các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trung Quốc không tôn trọng lãnh thổ của các nước trong khu vực Đông Nam Á. Trong suốt thời gian dài vừa qua, phía Trung Quốc đã cho rất nhiều tàu chiến cũng như giàn khoan đến xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế của các nước ASEAN. Trung Quốc tự cho mình cái quyền muốn làm gì thì làm. Nước nào đụng vào là dùng vũ lực bắn bỏ và Trung Quốc còn gây ra vô số tội, bị cả cộng đồng của quốc tế lên án một cách kịch liệt trong suốt thời gian dài vừa qua. Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn phớt lờ, vẫn bỏ ngoài tai và vẫn dùng sức mạnh quân sự để Dương Oai thị uy hòng uy hiếp chiếm được Biển Đông chúng tôi. Hải quân của Anh, Pháp đại diện cho Liên minh châu Âu và đồng minh thân cận của Hoa Kỳ tuyên bố đã có mặt tại Biển Đông để trừng trị Trung Quốc. Chúng tôi quyết ngăn chặn sự bành trướng ngang ngược của chính quyền ông Tập Cận Bình. Chúng tôi sẽ bảo vệ Việt Nam, bảo vệ các nước trong khu vực Đông Nam Á, bảo vệ Biển Đông và bảo vệ tuyến hàng hải bậc nhất của thế giới. Đó là nghĩa vụ, là trách nhiệm của Liên minh châu Âu và chúng tôi nhất định sẽ dập tắt tham vọng chiếm Biển Đông của chính quyền ông Tập Cận Bình. Chúng tôi sẽ bảo vệ Biển Đông để cùng Liên minh Anh, Pháp còn nhấn mạnh việc chúng tôi phóng tên lửa nhấn chìm 20 tàu chiến của Trung Quốc ở Biển Đông chỉ là để cảnh báo. Còn nếu trong thời gian tiếp theo phía Trung Quốc còn ngang ngược ngông cuồng cũng như mang tàu chiến, giàn khoan ra để bắt nạt các nước trong khu vực Đông Nam Á cũng như là lấn chiếm Biển Đông và cho xây dựng các đảo nhân tạo phi pháp ở ngoài Biển Đông, chúng tôi sẽ nhất quyết phóng hỏa thiêu trụi toàn bộ các đảo nhân tạo của phía Trung Quốc cũng như các tàu chiến của Trung Quốc ở ngoài Biển Đông để trở lại bình yên cho Biển Đông như vốn nó đã từng có. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, Trung Quốc chính là nguyên nhân khiến châu Âu phải tăng cường sự hiện diện ở Biển Đông. Liên minh châu Âu quyết tăng cường hiện diện quân sự ở Biển Đông và khu vực châu Á-Thái Bình Dương và để răn đe phía Trung Quốc. Theo các nhà phân tích cho biết, nhiều quốc gia lớn ở châu Âu đang tìm cách nâng cao vị thế của họ ở châu Á-Thái Bình Dương khi triển khai các hoạt động tự do hàng hải cũng như nhiều lần lên tiếng về căng thẳng gia tăng ở trên Biển Đông. Cho đến một vài năm trước đây, các nước châu Âu vẫn chỉ có sự ưu tiên thấp cho các vấn đề an ninh ở khu vực Biển Đông, Thái Bình Dương. Nhưng trong hoàn cảnh hiện nay, tính cấp thiết và cấp bách đã gia tăng và sự hiện diện của Liên minh châu Âu ở Biển Đông là một điều đáng khích lệ. Việc điều các tàu chiến tới Biển Đông có thể cung cấp cho các chính phủ châu Âu nhiều đòn bẩy hơn trong việc đối phó với cả Trung Quốc. Thưa quý vị, theo hãng Reuters cho biết, vào đầu tuần trước, Liên minh châu Âu gồm Anh, Pháp,
Đức, Hà Lan đã ra tuyên bố chung và ra một thông báo phản đối những hành động ngông cuồng và ngang ngược vô lý của Trung Quốc ở ngoài Biển Đông và cho rằng phía Trung Quốc là nguyên nhân chính gây ra sự bất an và căng thẳng trong khu vực. Liên minh châu Âu đã chỉ trích chính quyền ông Tập Cận Bình khi tuyên bố phần lớn diện tích trên Biển Đông là của Trung Quốc, khi đại diện Bộ Ngoại giao của Trung Quốc, ông cảnh sảng tay chân của ông Tập Cận Bình đã lên tiếng phát biểu rằng tất cả các hòn đảo lớn bé, to nhỏ trên Biển Đông đều là của Trung Quốc. Lịch sử đã chứng minh điều đó và Liên minh châu Âu còn bác bỏ đường lưỡi bò của phía Trung Quốc khi cho rằng chính quyền của ông Tập Cận Bình đã bịa ra con đường lưỡi bò này và cho tự vẽ ra cũng như tự thừa nhận con đường lưỡi bò. Con đường lưỡi bò nếu mà các bạn check trên Google thì nó cho ra hơn 10 triệu kết quả tìm kiếm và chúng ta sẽ nhìn thấy rằng có đường lưỡi bò có viền đỏ đó. Nó liếm trọn gần 90 diện tích của Biển Đông. Các nhà quan sát cho biết, Anh cũng muốn khẳng định quyền tự do hàng hải tại vùng biển quốc tế và cùng với các đồng minh như Mỹ, Úc đã thẳng thắn bảo vệ các hành động chống lại. Một bên là Trung Quốc ngày càng hiếu chiến. Được biết, mới đây hải quân của Hoàng gia Anh đã điều con tàu chiến cỡ lớn, hiện đại bậc nhất của thế giới có tên là HMS Queen Elizabeth tiến vào khu vực Biển Đông để răn đe phía Trung Quốc và đã có sự đụng độ giữa tàu chiến của Trung Quốc với con tàu HMS Queen Elizabeth của Hoàng gia Anh. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, giữa lúc tình hình Biển Đông đang hết sức căng thẳng thì có sự xuất hiện của các nước lớn châu Âu như Anh, Pháp, Đức là một điều cực kỳ tuyệt vời cho khu vực Đông Nam Á. Bởi vì khi có sự xuất hiện của Liên minh châu Âu ở châu Á-Thái Bình Dương thì phía Trung Quốc sẽ rất dè chừng và không bao giờ dám manh động. Bởi vì các nước châu Âu là những nước lớn và mạnh về kinh tế cũng như về quân sự. Việc đưa các tàu chiến xuất hiện dày đặc và liên tục ở Biển Đông của Liên minh châu Âu đã khiến cho phía Trung Quốc phải run sợ và phía Trung Quốc đã lên tiếng cảnh cáo cũng như là phản đối việc các nước lớn như Anh, Pháp, Đức có mặt tại Biển Đông. Liên minh châu Âu cũng kêu gọi các nước liên quan đến tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông có các bước đi và biện pháp làm giảm căng thẳng, góp phần vào việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định cũng như an toàn trong khu vực. Thưa quý vị, có một tin rất hay và một tin rất mới, đó là tờ báo nổi tiếng của Mỹ có tên là New York Times cho biết sắp tới Mỹ và Liên minh châu Âu sẽ tiến hành một cuộc tập trận chung quy mô lớn từ trước tới nay ở Biển Đông để răn đe phía Trung Quốc, cũng như là để gửi cho Trung Quốc một thông điệp rằng Trung Quốc nên ngừng ngay những hành động bành trướng, ngang ngược vô lý ở ngoài Biển Đông đi, nếu không Mỹ và Liên minh châu Âu sẽ kết hợp đánh tan Trung Quốc. Thưa quý vị, theo các chuyên gia nhận xét thì trong thời gian tới, Biển Đông sẽ còn rất căng thẳng, bởi vì chính quyền ông Tập Cận Bình vẫn nuôi tham vọng độc chiếm Biển Đông và muốn chiếm trọn Biển Đông trước khi thành bá chủ của thế giới. Đó là ý nguyện của ông Tập Cận Bình, người đứng đầu phía Trung Quốc. Mặt khác, trong thời gian vừa qua, Biển Đông xuất hiện liên tục và dày đặc của các tàu chiến các nước lớn trên thế giới như Mỹ và Liên minh châu Âu, Anh, Pháp, Đức cũng như của Nga, của Nhật Bản, Ấn Độ và Australia. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Hồ Cua Hu bị sập vào lúc 22 giờ 40 phút ngày 23 tháng 5 vừa qua tại hồ chứa Cua Hu ở huyện Công Khê, tỉnh Hải Nam và tỉnh Thanh Hải khiến 325 người chết, trong đó tìm thấy 285 thi thể, 40 người vẫn mất tích. 13 ngôi làng và 38 đơn vị tập thể thuộc sở hữu nhà nước ở thị trấn Thất Sát, thị trấn Cu Cu và thị trấn Cản Long bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Trong đó có 13 đơn vị đạt đến mức tàn phá, 521 hộ gia đình với 2.837 người nông dân, người chăn gia súc và công nhân bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Trong mùa lũ năm nay, lượng nước đổ về nhiều, bắt đầu tích nước vào từ ngày 17, mực nước là 3.261 mét khối. Ngày hôm qua, mực nước hồ đạt 3.267 mét, bắt đầu thấm và thoát ra sau đập. Vào khoảng 22 giờ 40 phút ngày hôm kia, một vụ tai nạn vỡ đập ở hồ chứa nước Dichu đã xảy ra. Trước khi đập bị sập, mực nước chứa được đo là 3.277,31 mét, cao hơn 0,3 mét so với nền của tường chắn sóng phía thượng lưu. Lưu lượng tối đa của trận lũ do vỡ đập là 2.780 mét khối mỗi giây và lưu lượng lũ tối đa khi đỉnh lũ đạt đến thị trấn Cản Long lúc 23 giờ 20 phút là 1.290 mét khối mỗi giây. Lượng nước xả ra khoảng 2,68 triệu mét khối, cuốn trôi 50% thân đập, 13 ngôi làng và 38 đơn vị ở thị trấn Kugu và thị trấn Chabucha đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 153 triệu nhân dân tệ. Nguyên nhân trực tiếp của vụ tai nạn là do đơn vị thi công gặp sự cố về chất lượng công trình ngăn nước tại điểm nối giữa sàn ngang phía thượng lưu của tường chắn sóng và điểm cuối của bản mặt thân đập tiếp nước dẫn đến rò rỉ, thấm nước ở thân đập. Đơn vị thiết kế không bố trí vành đai thoát nước dọc thân đập. Đường ngấm thân đập bị nâng lên và dần bão hòa gây sập đập.
Kính thưa quý vị, bão số 2 là một xoáy thuận nhiệt đới trong mùa bão Thái Bình Dương năm nay. Bão số 2 được hình thành ở phía Bắc với tọa độ 25 độ vĩ Bắc, là một trong số ít nơi có được Cục Khí tượng Trung ương Đài Loan ghi nhận hình thành và phát triển thành bão mạnh. Đến 8 giờ ngày 20, dãy nhiễu động nhiệt đới tiền thân là bão số 2 đã quan sát được qua ảnh vệ tinh. Tâm của nó có tọa độ 25,5 độ vĩ Bắc và 133,6 độ kinh Đông. Vùng nhiễu động di chuyển về phía Tây và tiếp tục mạnh lên trong 24 giờ tới. Và lúc 1 giờ chiều ngày hôm qua, Trung tâm Cảnh báo Bão Liên Hợp đã đưa ra một cảnh báo xoáy thuận nhiệt đới. Lúc 8 giờ sáng ngày 22, Trung tâm Cảnh báo Liên Hợp đã nâng cấp nó thành áp thấp nhiệt đới. Áp thấp nhiệt đới sau đó được nâng cấp thành bão nhiệt đới do chịu sự áp chế của áp cao cận nhiệt đới ở phía đông Honshu, Nhật Bản và sự ngăn chặn của áp thấp nhiệt đới ở phía đông nam, sau đó nó di chuyển theo hướng Tây Tây Nam. Lúc 9 giờ 30 phút tối, Cục Khí tượng Trung ương Đài Loan đã đưa ra cảnh báo bão trên biển và lúc 2 giờ chiều ngày 23, Cục Khí tượng Trung ương đã nâng cấp nó thành một cơn bão vừa và 1 giờ sau đó đưa ra cảnh báo bão trên đất liền và vùng Đông Bắc và Bắc Đài Loan. Đến 12 giờ cùng ngày, áp cao bắt đầu mở rộng về phía tây nam chính tuyến của cơn bão, sau đó bão số 2 chuyển hướng tây nam, sau đó bão số 2 mạnh dần lên. Đến 2 giờ chiều ngày 24, tốc độ gió vùng trung tâm tăng lên 100 hải lý một giờ, tương đương 52 m trên giây, trở thành một cơn bão mạnh theo tiêu chuẩn của Cục Khí tượng Đài Loan. Vào lúc 8 giờ tối hôm đó, dữ liệu vệ tinh cho thấy cơn bão bắt đầu chuyển hướng về phía Tây Bắc và di chuyển về phía Tây. Sau đó, tâm bão đi qua vùng lân cận đảo Indomot và đảo Ishigaki ở Nhật Bản. Lúc 8 giờ ngày 23, bão số 2 đạt cường độ cực đại với tốc độ gió trung tâm là 110 hải lý một giờ, tương đương 57 m trên giây. Sau đó, cường độ yếu dần khi tiến gần đến đảo chính của Đài Loan. Vào lúc 5 giờ 30 phút chiều ngày 24, bão số 2 đổ bộ vào thành phố Keelung và tiến về phía thành phố Đài Bắc dọc theo thung lũng sông Keelung với tốc độ 11 hải lý, tương đương 20 km/h, vượt qua kỷ lục trước đó với tốc độ tối đa của gió. Sau khi đi qua phía đông bắc của thành phố Đài Bắc, bão số 2 tiếp tục di chuyển gần như đúng hướng Tây và đi vào eo biển Đài Loan giữa Đào Viên và Tân Trúc lúc 9 giờ 30 phút tối hôm đó. Và lúc 9 giờ sáng ngày hôm qua, Cục Khí tượng Trung ương Đài Loan đã dỡ bỏ cảnh báo bão đất liền. Lúc 10 giờ sáng, bão số 2 đã đổ bộ vào huyện Huyan, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc từ bờ biển phía đông bắc của huyện Kim Môn. Lúc 4 giờ chiều, Cục Khí tượng Trung ương Đài Loan dỡ bỏ cảnh báo bão biển. Lúc 8 giờ tối, bão số 2 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau khi đi qua Tấn Giang và Long Nham. Sau đó, nó đi vào tỉnh Giang Tây và tan ở Quý Châu vào ngày hôm nay. Do gió to, mưa lớn, do bão số 2 mang đến, cộng với chiều cường thiên văn ngày hôm qua, mực nước chiều dâng cao hơn bình thường từ 1 đến 2 mét. Dưới sự tấn công của lũ và chiều cường, tình trạng ngập úng cục bộ ngày càng nghiêm trọng, thủy chiều cao nhất nằm trên đường cảnh báo. Tại tỉnh Phúc Kiến, 4 thành phố và 25 huyện bao gồm Ninh Đức, Phủ Điền, Tấn Giang và Phúc Châu bị ảnh hưởng bởi mưa bão. Tổng cộng có 27 người thiệt mạng, 17 người bị thương và 821 ngôi nhà bị sập. Tổng cộng có 8.895 công trình bảo tồn nước bị hư hại, bao gồm 1.059 con đê, 354 cây cầu, 428 tàu và 844 mét khối gỗ. Diện tích đất nông nghiệp bị ảnh hưởng lên tới 311.000 ha, bao gồm 11.000 ha đất trồng hoa màu. Kính thưa quý vị, một trận động đất mạnh 5,2 độ Richter xảy ra tại quận Long Dương, thành phố Bảo Sơn, tỉnh Vân Nam vào đêm hôm qua, khiến ít nhất 10 người bị thương nhẹ, 2.805 ngôi nhà bị hư hại, 38.000 người phải sơ tán. Thật bất ngờ, hai trận động đất liên tiếp xảy ra tại huyện Sinh Nguyên, thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên vào chiều tối nay. Với cường độ lần lượt là 4,5 và 4,0 đã thu hút sự chú ý của chính quyền địa phương và làm dấy lên những cuộc thảo luận lo ngại từ thế giới bên ngoài. Theo đo lường chính thức của mạng lưới địa chấn Trung Quốc, một trận động đất có cường độ 5,2 độ Richter đã xảy ra tại quận Long Dương, thành phố Bảo Sơn, tỉnh Vân Nam, tâm chấn tại tọa độ 25,35 độ vĩ Bắc, 99,28 độ kinh Đông vào lúc 11 giờ 27 phút đêm ngày hôm qua với độ sâu tiêu cự 10 km, Maxi và những nơi khác cảm thấy rung chuyển. Một nữ cư dân thành phố Bảo Sơn tiết lộ với tờ tin tức Bắc Kinh rằng lúc đó cô chuẩn bị chìm vào giấc ngủ nhưng bị đánh thức dậy. Đến khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, cô cảm thấy hai cú sốc. Các nhân viên phụ trách cứu hộ tại chỗ chỉ ra rằng tường của một số ngôi nhà ở thị trấn Thủy Trại đã bị nứt và một số con đường bị chặn do đá rơi. Sau trận động đất, những ngôi nhà bị sập và nhiều người bị mắc kẹt. Lực lượng cứu hỏa đã điều động 603 người, 137 phương tiện, 30 chú chó tìm kiếm và cứu nạn, cũng như máy xúc và thiết bị dò tìm sự sống. Tính đến 13 giờ hôm nay,
trận động đất đã khiến 10 người bị thương nhẹ, trong đó 9 người đã xuất viện, 1 người vẫn đang nằm viện theo dõi. Không chỉ có trận động đất ở Vân Nam, một trận động đất mạnh 4,5 độ Richter đã xảy ra ở huyện Winsen, thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên vào lúc 13:40 ngày hôm nay tại vị trí 28,1 độ Vĩ Bắc, 105,12 độ Kinh Đông với độ sâu chấn tiêu 8 km. Trùng Khánh, Thành Đô, Lạc Sơn và những nơi khác cảm nhận rõ sự rung chuyển. Trước đó, vào lúc 12:08, một trận động đất mạnh 4,0 độ Richter cũng xảy ra tại huyện Singwen, thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên với tâm chấn 10 km. Một người dân Jibin tiết lộ trận động đất không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường. Huyện Singwen, nơi có tâm chấn cũng cử cảnh sát đi tuần tra, chưa phát hiện có tai biến nghiêm trọng cũng như thương vong. Sau trận động đất, các điểm danh lam thắng cảnh của Jibin đã khẩn trương sơ tán khách du lịch và có thông tin cho rằng một số khách du lịch đã bị mắc kẹt. Ngoài ra, ngành đường sắt cũng khẩn trương phong tỏa các tuyến liên quan và đến 16 giờ chiều của ngày mới dần thông tuyến trở lại. Thưa quý vị, Cơ quan Quản lý Động đất tỉnh Vân Nam cho biết, tính đến 8 giờ ngày hôm nay đã có 796 cơn dư chấn tại khu vực bị động đất Yawan, Vân Nam. Theo người phụ trách Cục Địa chấn Vân Nam, trận động đất 6,0 độ Richter xảy ra ở Yawan vào 3 ngày trước và trận động đất 5,2 độ Richter xảy ra vào 2 ngày trước đều là những trận động đất trượt hoàn toàn. Về bề mặt đứt gãy chính và hướng phân bố của các dư chấn giống như trận động đất trước đó, trận động đất mạnh 6,5 độ Richter tại Nhật Bản, Yawan về cơ bản giống nhau, cả hai nhất quán đều có xu hướng Tây Bắc, tức là đứt gãy Mawan King ở xu hướng Tây Bắc. Trong lịch sử, các trận động đất mạnh 7 độ Richter trên khối hình thoi Tứ Xuyên Vân Nam về cơ bản xảy ra ở vùng ranh giới của khối, nhưng trận động đất này xảy ra bên trong khối kiến tạo trung tâm Vân Nam và không có đứt gãy hoạt động sâu, rõ ràng tại vị trí của tâm chấn. So sánh các trận động đất mạnh 6,0 độ gần đây ở khối trung tâm Vân Nam, người ta thấy rằng chuỗi trận động đất Yawan mạnh 6,0 độ tương tự như chuỗi trận động đất mạnh 6,1 độ tại ngã ba Panjinhua và Huli vào ngày 30 tháng 8 năm ngoái. Đội động đất mạnh của Cục Địa chấn tỉnh Vân Nam tại địa điểm động đất phía trước Yawan hiện đang tiến hành khôi phục dữ liệu và kiểm tra bảo trì thiết bị trên 5 trạm quan sát di động động đất mạnh. 5 thiết bị đã thu được các dư chấn mạnh 5,2 độ và 4,6 độ xảy ra vào ngày hôm kia. Theo thông số kỹ thuật của thiết bị, tất cả các thiết bị đã được hiệu chỉnh lại, đồng bộ hóa thời gian GPS và kiểm tra trạng thái làm việc bình thường của thiết bị đã được thực hiện tại chỗ. Tổ công tác đã xử lý dữ liệu thu được. Tính đến 14 giờ chiều ngày hôm qua, 5 quan trắc viên dòng chảy chuyển động mạnh đã thu được tổng cộng 225 bản ghi. Trận động đất ở Vân Xuyên xảy ra vào lúc 14:28 ngày 22 tháng 5 theo giờ Bắc Kinh. Tâm chấn nằm ở Vân Xuyên, A Ba Tạ và khu tự trị dân tộc Kiang, tỉnh Tứ Xuyên, thị trấn Jingxiu tại vị trí 31,0 độ Vĩ Bắc, 103,4 độ Kinh Đông. Theo dữ liệu sửa đổi của Cục Quản lý Động đất Trung Quốc, cường độ sóng bề mặt của trận động đất ở Vân Xuyên là 8,0 độ Richter. Theo dữ liệu của cơ quan khí tượng Nhật Bản, sóng địa chấn của trận động đất ở Vân Xuyên đã được xác nhận là đã quay quanh trái đất 6 lần. Trận động đất đã ảnh hưởng đến hơn một nửa diện tích Trung Quốc và nhiều quốc gia và khu vực ở châu Á. Trận động đất có thể cảm nhận được ở các khu vực xa như Nội Mông ở phía Bắc, Thượng Hải ở phía Đông, Tây Tạng ở phía Tây, Hồng Kông và Đài Loan ở phía Nam. Ngoài Trung Quốc còn có Thái Lan, Việt Nam, Philippines và Nhật Bản cũng cảm nhận được. Trận động đất ở Vân Xuyên đã tàn phá nghiêm trọng một khu vực rộng khoảng 500.000 km², bao gồm 10 quận trong khu vực bị ảnh hưởng nặng nề, 41 quận trong khu vực bị ảnh hưởng tương đối nặng nề và 186 quận trong vùng thiên tai chung. Tính đến tuần qua, trận động đất ở Vân Xuyên đã giết chết 69.227 người, 17.923 người mất tích, 374.643 người bị thương ở các mức độ khác nhau và 19.930.300 người mất nhà cửa. Tổng dân số bị ảnh hưởng lên tới 46,256 triệu người. Tính đến nay, trận động đất ở Vân Xuyên đã gây ra thiệt hại kinh tế trực tiếp là 845,14 tỷ nhân dân tệ. Trận động đất này là trận động đất có sức tàn phá lớn nhất, phạm vi rộng nhất, thiệt hại nặng nề nhất và là trận động đất giảm nhẹ thiên tai nhất kể từ khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Kể từ đầu tháng, An Huy, Giang Tây, Quảng Tây, Chiết Giang và các tỉnh khác đã hứng chịu mưa lớn. Các thị trấn bị ngập lụt và đất canh tác ở một số khu vực đã bị ảnh hưởng. Cơ sở hạ tầng như giao thông, cung cấp điện và thông tin liên lạc bị hư hại nghiêm trọng và tình hình kiểm soát lũ lụt đang rất cam go. Hôm thứ Năm, hầu hết cổng xả lũ trước làng Dương Cảm, thị trấn Tây Khẩu, huyện Tây Ninh đã bị lũ lụt nhấn chìm. Kể từ ngày hôm thứ Ba, huyện Tây Ninh, tỉnh An Huy liên tục hứng chịu cơn mưa xối xả đến cực lớn.
cơ sở hạ tầng như giao thông, cung cấp điện, thông tin liên lạc ở một số khu vực bị hư hại nghiêm trọng, hàng chục nghìn người phải tạm thời di dời. Hiện hàng vạn cán bộ, quần chúng trong quận đã tham gia cho công tác chống lũ và cứu nạn. Vào hôm thứ Năm, đường phố ở thị trấn Vạn An, huyện Tây Ninh bị ngập lụt. Một ngôi nhà kính trồng rau bị lũ cuốn ở huyện Tây Ninh, thành phố Hoàng Sơn, tỉnh An Huy. Do ảnh hưởng bởi mưa lớn liên tiếp nhiều ngày, tình trạng ngập lụt xảy ra ở nhiều nơi trong khu đô thị thành phố Nam Sương, tỉnh Giang Tây. Một số đoạn đường phía Đông Nam Kinh ở thành phố Nam Sương bị ngập lụt nghiêm trọng. Các phương tiện đi qua phải di chuyển chậm trong dòng nước ngập sâu đến 0,8 mét. Trận mưa lớn bắt đầu từ 2 ngày trước đó đã khiến mực nước một số con sông ở Giang Tây vượt ngưỡng cảnh báo. Một số ngôi nhà bị sập, đất canh tác bị ngập lụt và một hồ chứa nước có nguy cơ bị vỡ. Theo trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán tỉnh Giang Tây, tính đến 11 giờ trưa thứ Năm, khoảng 410.000 người tại 22 quận ở Giang Tây đã bị ảnh hưởng bởi thiên tai và 3.305 người đã được chuyển đi trước. Trong những ngày qua, Quảng Tây liên tục có mưa lớn, mực nước sông Liễu Giang tiếp tục dâng cao, một phần cảnh quan ven sông ở thành phố Liễu Châu bị ngập lụt. Theo dự báo của Cục Khí tượng, lượng mưa lớn ở Quảng Tây sẽ còn tiếp diễn trong những ngày tới. Hình ảnh nước từ sông Liễu Giang đổ vào một hồ chứa nước ở trung tâm thành phố Liễu Châu. Thưa quý vị, tỉnh Giang Tây vừa qua phải hứng chịu dông bão liên tục hiếm gặp. Tính đến trưa hôm nay, có 410.000 người ở trong tỉnh đã bị ảnh hưởng mưa lớn và lũ lụt, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 250 triệu nhân dân tệ. Tỉnh đã phát động ứng phó khẩn cấp chống lũ 3 cấp từ 12 giờ trưa nay. Theo dữ liệu do cơ quan khí tượng địa phương cung cấp, 2 ngày trước ở tỉnh Giang Tây, Bắc Trung Bộ đã xảy ra mưa dông trên diện rộng kèm theo sấm sét mạnh. Mưa lớn liên tục bao trùm một khu vực rộng lớn. Trong số 166.900 km2 đất của tỉnh Giang Tây, diện tích mưa lớn bao phủ lên tới 77.000 km2, diện tích mưa bão lên tới 39.000 km2. Bị ảnh hưởng bởi mưa lớn kèm theo bão, nhiều con sông ở Giang Tây đã vượt quá mức cảnh báo lũ. Vào lúc 0 giờ đêm thứ Ba, mực nước đỉnh lũ vượt mức cảnh báo là 1,65 m. Vào lúc 8 giờ ở trạm Tương Đồn, mực nước đã vượt quá mức cảnh báo là 0,83 m. Trạm núi cao hơn mức cảnh báo 1,05 m, mực nước vẫn đang lên rất nhanh. Hồ chứa Giang Khẩu đã ở trên mực nước giới hạn lũ và có 4 hồ chứa cỡ trung bình trong tỉnh cũng đang vượt quá mực nước giới hạn lũ. Mưa lớn và lũ lụt đã khiến mực nước các con sông vừa và nhỏ ở tỉnh Giang Tây dâng cao, đất canh tác ở các vùng trũng thấp bị ngập lụt. Theo thống kê sơ bộ, 410.000 người tại 186 thị trấn thuộc 22 huyện của tỉnh bị ảnh hưởng, 600 ngôi nhà bị sập, 36.000 hecta hoa màu bị ảnh hưởng, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 250 triệu nhân dân tệ. Hơn 3.300 người đã được di chuyển trước nên không có thương vong. Tình hình thiên tai chi tiết vẫn đang được thống kê thêm. Hiện tại, lượng mưa lớn trên địa bàn tỉnh vẫn đang tiếp tục. Lượng mưa hiện tại chủ yếu tập trung ở khu vực Đông Bắc Giang Tây và thành phố Nam Sương. Còn tại Thượng Hải, cơn mưa dông mạnh nhất kể từ mùa lũ đã tấn công Thượng Hải vào chiều ngày hôm qua. Lượng mưa tích lũy ở Dương Phố, Hồng Khẩu, Trùng Minh, Gia Định, Nam Huy và những nơi khác đều có lượng mưa lớn trên 150mm, ngập sâu hơn 50cm. Đây cũng là ngày thứ tư liên tiếp Thượng Hải hứng chịu dông bão nghiêm trọng vào buổi chiều. Ngoài ra, hơn 20 đường dây cao thế trên địa bàn thành phố bị sét đánh hư hỏng. Sau 9 giờ tối hôm đó, ở đoạn phía đông của đường Tương Âm và đường Quốc Hòa, con đường bị ngập trong khoảng một thời gian ngắn, nước trên đường đã cơ bản được rút. Vào lúc 3 giờ chiều hôm qua, thị trấn Trùng Minh Bảo và các nơi khác đã đổ mưa lớn. Chỉ trong một giờ, lượng mưa lên tới 122mm, đạt tiêu chuẩn 60 năm mới có một lần, khiến khu vực đô thị bị ngập lụt nghiêm trọng. Trụ sở phòng chống lũ lụt thành phố ngay lập tức phát tín hiệu cảnh báo màu vàng, đã kiểm soát lũ lụt và phòng chống bão, đồng thời bắt đầu ứng phó khẩn cấp cấp 3. Vào thời điểm này, đám mây dông di chuyển đến Dương Phố, Hồng Khẩu, Gia Định và những nơi khác, khiến nhiều vùng trong khu vực ngập nước rất sâu, hàng trăm ngôi nhà bị ngập. Hệ thống chống ngập của thành phố đã triển khai đầy đủ các biện pháp chống ngập, thoát nước theo phương án khẩn cấp. Sở Cứu hỏa thành phố đã cử hơn 30 xe cứu hỏa và 120 lính cứu hỏa đến Trùng Minh, Dương Phố và những nơi khác để hỗ trợ thoát nước. Ngành điện gấp rút sửa chữa hơn 20 đường dây cao thế bị sét đánh hư hỏng. Theo dự báo của Trung tâm Thông tin Kiểm soát Lũ lụt thành phố và Trạm Thủy văn thành phố, tính đến 21 giờ, lượng mưa ở khu vực Dương Phố, Ngô Kiểu Xương lên tới 169mm. Tiếp theo là thị trấn Trùng Minh Bảo, 144mm, khu vực Hồng Khẩu, Quảng Châu, 123mm, Cổng Nam, Gia Định, 112mm, Nam Huệ, Huệ Nam, 101mm,
83 mm ở Bảo Sơn và lượng mưa ở các khu vực khác là 40-80 mm. Thưa quý vị, sau cơn mưa lớn lúc 6 giờ tối qua, tại quận Dương Phố, nước ngập sâu hơn 50 cm, nhiều phương tiện bị mắc kẹt trong nước, giao thông tê liệt. Theo lời kể của cô Kim, một nhân chứng cho biết, vào khoảng 5 giờ chiều bất ngờ có sấm sét, mưa lớn trút xuống. Một lúc sau, đường bắt đầu ngập nước, nước đọng trên đường Hoàng Hưng tràn lên vỉa hè. Nhiều phương tiện chết máy trong nước khiến người qua đường phải chờ người trợ giúp. Mặt khác, người đi xe đạp phải chen lấn trên vỉa hè. Cùng lúc đó, tại ngã tư đường Khổng Giang và đường An Sơn, cả 8 chiếc xe buýt đều đậu bên đường. Không thể lái xe đi lại bình thường, mãi đến 21 giờ mới rời khỏi hiện trường. Sau cơn mưa bão, Phòng Cảnh sát Giao thông đã khẩn trương đến hiện trường ngay lập tức để phân luồng giao thông trên đoạn đường bị ngập nước nghiêm trọng, đảm bảo các phương tiện qua lại nhanh nhất có thể. Nước ngập cũng đã nuốt chửng hầm đường bộ Trung Niên Hàn Đào Phố thành cung đường Tử Thần. Ông Giang sống ở công viên Côn Lôn, số 1149 đường Đào Phố, đứng trong khu vực ngập lụt trong đường hầm đối diện khu dân cư, thẫn thờ nhìn về phía trước. Ông không bao giờ nghĩ rằng rêu dày trong đường hầm sẽ dẫn đến cái chết của người cha ông 57 tuổi. Chiều hôm kia, nụ cười rạng rỡ của bố khi rời khỏi nhà đã trở thành kỷ niệm cuối cùng bố để lại cho cả nhà. Sấm sét tấn công phố dài Thanh Thủy của Bắc Kinh vào ban đêm sáng như ban ngày. Đêm qua Bắc Kinh hứng chịu trận mưa lớn nhất trong năm nay, sấm sét xuyên mây nổ tung trên các tòa tháp của thành phố Bắc Kinh. Mưa xối xả trút xuống khiến nhiều tuyến phố bị ngập lụt. Mạng Bắc Kinh Trung Quốc Singapore lúc 9 giờ tối ngày hôm nay cho biết một cơn mưa xối xả chưa từng có đã đổ xuống thành phố vào mùa hè này. Thủ đô bị sấm sét đánh và thành phố sáng như ban ngày ngay lập tức. Theo thống kê của Cục Khí tượng, trong vòng chưa đầy một giờ, các quận phía đông và phía tây của thành phố đã nhận được lượng mưa 67 mm và cầu Kiến Tường ở ngoại ô phía bắc thành phố cũng nhận lượng mưa lớn nhất là 88 mm. Trước cơn mưa, Cục Khí tượng đưa ra cảnh báo vàng về sấm sét vào lúc 15 giờ. Tuy nhiên, cơn mưa lớn vẫn gây ra nhiều rắc rối. Vào lúc 9 giờ 30 phút tối hôm đó, cầu Tây Chi Môn, cầu Tuyết Nguyên và những nơi khác bị lũ lụt phong tỏa. Một vài giao lộ đã bị đóng cửa do nước ngập quá sâu. Một cây lớn bị gió quật đổ trên đường Triệu Đăng Ngọc, nhiều phương tiện phải chuyển hướng. Đến 9 giờ 30 phút, khán giả vừa xem xong đêm nhạc ở Đại lễ đường Nhân dân và Cung văn hóa các dân tộc không thể ra ngoài. Gần đó, những người lái xe về nhà từ đại lộ Trường An thấy bánh xe của họ ngập trong nước đến trên đầu gối. Xe cộ xếp thành một hàng dài, đôi đèn nhấp nháy, chậm chậm bò đi, taxi trở nên phổ biến trên đường phố và mọi người phải vật lộn để ra vào. Được biết, các đơn vị nhà ở giá rẻ ở quận Song Huệ, Bắc Kinh đều bị cắt điện vào đêm hôm đó. Một số nhân viên văn phòng tại tòa nhà văn phòng phía Tây ở quận Hai Đan cho biết nơi họ làm việc nước ngập rất sâu và không thể về nhà. Tại sân bay thủ đô, hầu hết các chuyến bay sau 19 giờ 30 phút đều phải hạ cánh. Tính đến 21 giờ 30 phút, hơn 100 chuyến bay đến bị hoãn. Trong 2 ngày trước đó, do mưa lớn vào ban đêm, hàng chục nghìn hành khách bị mắc kẹt tại sân bay thủ đô mỗi đêm do chuyến bay bị tạm hoãn. Bắc Kinh hiện đã đưa ra một kế hoạch khẩn cấp để kiểm soát lũ lụt và các hoạt động thoát nước chuyên sâu đang được tiến hành tại nhiều đoạn đường ngập nước khác nhau. Tính đến thời điểm hiện tại, bầu trời thủ đô vẫn còn ầm ầm sấm sét. Kính thưa quý vị, kể từ đầu mùa hè năm nay, một số khu vực của nước ta đã bị lũ lụt và nhiều đơn vị bảo vệ di tích văn hóa ở những khu vực này đã phải chịu thiệt hại nặng nề. Kể từ cuối tháng 4, tỉnh An Huy hứng chịu mưa xối xả trên diện rộng, lũ lụt trên núi ở phía nam An Huy bùng phát và lưu vực sông Hoài Hà có lượng mưa lớn nhất, lũ lớn nhất kể từ năm 1954. Mưa lớn và lũ lụt đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho hầu hết các khu vực dọc theo sông Hoài Hà, Hoài Bắc và phía nam An Huy của tỉnh An Huy. Và các đơn vị bảo vệ di tích văn hóa trọng điểm các cấp ở các khu vực liên quan đã bị thiệt hại ở các mức độ khác nhau. Theo thống kê sơ bộ, có 15 đơn vị bảo vệ di tích văn hóa trọng điểm quốc gia, 43 đơn vị bảo vệ di tích văn hóa cấp tỉnh và hơn 70 đơn vị bảo vệ di tích văn hóa cấp thành phố và cấp huyện bị hư hại. Tổng thiệt hại hơn 30 triệu đô la Mỹ. Trong số 15 đơn vị di tích văn hóa trọng điểm quốc gia bị ảnh hưởng ở tỉnh An Huy, huyện Phượng Dương, Minh Trung, Đồ Hoàng Cổ Thành và Lăng Hoàng Lăng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hơn 300 mét của bức tường hướng Tây bị sập, có vết nứt lớn khẩn trương sửa chữa, gia cố. Nền của Tây Hoa Môn bị rò rỉ nghiêm trọng, nước mưa thấm trực tiếp từ đỉnh xuống nền đất nện.
tường thành nhiều nơi bị trương nở và nứt nẻ. Những bức tượng đá linh thiêng của lăng hoàng gia bị ngâm trong nước quá lâu và bị phong hóa nghiêm trọng khi gặp nhiệt độ cao. Mặt cầu của cầu Ngoạn Thủy bị cuốn trôi, các trụ cầu bị lệch biến dạng khiến cây cầu gặp nguy hiểm. Gần 1.500m của đường Hoàn Lĩnh bị ngâm nước trong 3 ngày làm hư hỏng 2.400m2 mặt đường. Gạch trắng men ở phía nam và phía tây của bức tường bị cuốn trôi dài 500m. Bức tường thành cổ của quận Chu dài 2.800m bị ngâm trong nước. Bến tàu bị cuốn trôi gần 20m, cổng phía đông và phía bắc bị tràn nước nghiêm trọng. Cổng phía đông đã bị đóng. Ngoài ra, nhiều đơn vị di tích văn hóa chẳng hạn như địa điểm cũ của cách mạng Du Sơn ở thành phố Lục An, mái nhà và hành lang bia của đền thờ Tôn Công ở An Phong Đường đã bị hư hỏng nặng. Gần đây, Trùng Khánh đã hứng chịu thảm họa mưa xối xả tồi tệ nhất trong 115 năm qua. Lũ lụt và lở đất thường xuyên xảy ra trên núi. Một số lượng lớn các cơ sở và trang thiết bị của di tích văn hóa đã bị hư hại nghiêm trọng. Các đơn vị bảo vệ và 7 bảo tàng văn hóa trong thành phố bị hư hỏng do lũ lụt và thiệt hại trực tiếp là hơn 36 triệu nhân dân tệ. Vào lúc 10 giờ sáng hôm thứ Ba vừa qua, sau nhiều giờ mưa xối xả, Thạch Sơn, Trùng Khánh, đất lở đổ xuống. Khu vực Trạm Tử Đông và Bạch Công Quan bị thiệt hại nặng nề và buộc phải đóng cửa. Do thiên tai mưa bão kéo dài và phạm vi có mưa rộng lớn, các đơn vị di tích văn hóa ở các quận và huyện ở Trùng Khánh thường xuyên trong tình trạng khẩn cấp. Nhiều bức tường thành tại di chỉ Hạ Xuyên Điếu Ngư Thành bị sập do núi lở, tường bị nứt, giao thông trên đường lên núi bị tắc nghẽn. Mạng lưới đường ống thoát nước và mương rãnh trong khu di tích văn hóa núi Bảo Tịnh ở Đại Tổ bị hư hại và các tòa nhà được bảo vệ như Quán Thế Âm, Nghìn Tay bị thấm dột nghiêm trọng. Có nhiều vết dột trên bề mặt ngói của đền Trương Hoàn Hầu ở Vân Dương và các nhà cổ như tòa nhà Kết Nghĩa, Gian Hàng Chư Phong, Vương Vân Hiên bị mưa làm ngập lụt, khiến các bức tranh được sơn ngâm nước và hư hỏng. Phía nam của thành phố Phượng Kiệt Bách Đế gần sông Dương Tử, ở độ cao 190m xảy ra một vụ lở đất rộng 200m2 xuất hiện ở khoảng cách 200m đến 500m và các vết nứt xuất hiện trong tường, nước ngập nhiều nơi trong bảo tàng Tam Hiệp Trung Quốc ở Trùng Khánh. Thiệt hại đối với di tích văn hóa ở tỉnh Hồ Bắc cũng tương đối nghiêm trọng, trong số đó Ân Thạch, Đồ Giáp và khu tự trị dân tộc Miêu, thành phố Kinh Môn, thành phố Tương Phản và huyện Dương Tân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tường thành cổ Tương Dương nứt toác và sạt lở đất ở nhiều nơi. Bức tường thành cổ Kinh Châu thuộc di tích văn hóa quốc gia Lạc Xuyên Đại Thủy Kinh Khu phức hợp tòa nhà cổ Limano đã bị thiệt hại. Địa điểm cách mạng cũ ở phía tây Hồ Nam và Hồ Bắc và di tích văn hóa tỉnh Kinh Sơn Bát Môn, Tân Quân Đoàn 4 Hồ Bắc và Hà Nam, chùa Trung Hương Văn Phong có nguy cơ sụp đổ do mưa lớn gây ra sạt lở đất. Sau thiên tai, các địa phương đều tích cực triển khai các biện pháp, tích cực triển khai công tác tái thiết. Cục Khí tượng và Kiểm soát Lũ lụt Giang Tây cho biết vào hôm thứ Năm rằng, theo thống kê chưa đầy đủ, từ sáng thứ Hai đến thứ Năm, ở Bắc Trung Bộ Giang Tây đã xảy ra sét đánh mạnh và mưa lớn, gây thương vong ở một số khu vực. Thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây có 16 người thiệt mạng, trong đó có 14 người do sét đánh, 2 người chết vì sập nhà do mưa lớn ở Giang Tây, 2 người cũng thiệt mạng do sét đánh ở thành phố Nam Xương. Bắt đầu từ chiều tối hôm thứ Hai, ở trung tâm Giang Tây và Bắc Giang Tây xuất hiện quá trình thời tiết đối lưu mạnh kèm theo sấm sét mạnh. Một số khu vực có mưa to cục bộ từ 8 giờ sáng đến 17 giờ chiều thứ Tư, 78 trạm ở 38 huyện của tỉnh Giang Tây hơn, có lượng mưa là 82mm, 14 trạm ở 12 huyện hơn 100mm. Mưa lớn, dông bão và gió mạnh đã gây ra thiệt hại ở nhiều nơi của miền Trung và miền Bắc Giang Tây, trong đó thành phố Thượng Nhiêu là nghiêm trọng nhất. Trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán của thành phố Thượng Nhiêu cho biết, từ sáng thứ Ba đến thứ Năm, 9 quận huyện của thành phố Thượng Nhiêu đã bị sét đánh, gió mạnh và mưa lớn, với sức gió tối đa đạt cấp 9, giật cấp 10 trở lên. Theo thống kê chưa đầy đủ, 516.700 người bị ảnh hưởng bởi mưa bão ở thành phố Thượng Nhiêu, hơn 5.000 người đã được chuyển đi và tái định cư khẩn cấp, hơn 240.000 mẫu hoa màu bị ảnh hưởng, 342 ngôi nhà sập, 3.863 ngôi nhà bị hư hại và thiệt hại kinh tế trực tiếp do thiên tai là 69,58 triệu nhân dân tệ, trong đó thiệt hại về nông nghiệp là 57,36 triệu nhân dân tệ.
Hiện tại, sấm sét mạnh và mưa lớn ở Trung Bắc Giang Tây vẫn đang tiếp diễn và dự kiến sẽ kết thúc vào thứ Sáu. Các ban ngành địa phương, các cấp ở Giang Tây đã khẩn trương đầu tư cho công tác cứu hộ khẩn cấp và cứu trợ thiên tai. Tại Nam Dương, sấm sét ban ngày cũng như ban đêm, Giang Tây đã phải ban bố cảnh báo sét màu cam. Vào khoảng 14 giờ 50 phút chiều thứ Tư, mây đen bao trùm ở thành phố Nam Dương, tỉnh Giang Tây, sấm sét và giông bão. Sau đó, mưa lớn đã trút xuống ầm ầm. Toàn bộ thành phố ngay lập tức chuyển từ ngày sang đêm. Đài quan sát khí tượng tỉnh Giang Tây đã khẩn cấp phát tín hiệu cảnh báo sét màu cam. Theo mức độ nghiêm trọng và khẩn cấp của các hiện tượng thời tiết đặc biệt, các tín hiệu cảnh báo sớm về thiên tai khí tượng đột ngột có màu xanh lam, vàng, cam và đỏ, tương ứng thể hiện tính chất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Tín hiệu cảnh báo sét màu cam do Đài quan sát khí tượng tỉnh Giang Tây đưa ra cho thấy, từ 14 giờ đến 16 giờ chiều thứ Tư, sét mạnh xảy ra ở phía Đông Bắc Nghi Xuân, Giang Tây, Tây Nam, Cửu Giang và Nam Xương là những khu vực cần được bảo vệ trọng điểm đối với sét. Theo Cục Khí tượng, miền Nam Trung Quốc đang bước vào thời kỳ khí hậu đối lưu mạnh, một số khu vực sẽ xuất hiện sét đánh mạnh. Các địa phương cần chú ý đề phòng thiên tai do sét đánh. Các chuyên gia khí tượng nhắc nhở rằng trong trường hợp có sét mạnh hoặc sau khi nhận được tín hiệu cảnh báo sớm từ cơ quan khí tượng, các nhân viên có liên quan nên ở trong nhà và đóng cửa ra vào và cửa sổ. Nhân viên ở ngoài trời nên trốn trong các tòa nhà có thiết bị chống sét hoặc trong ô tô, cắt ngắt các nguồn điện nguy hiểm, không trú mưa dưới gốc cây, cột đèn, cần trục tháp, không mở ô ở nơi thoáng, không vác nông cụ, vợt cầu lông, gậy đánh gôn trên vai. Cùng thời điểm trái ngược với thời tiết ở Giang Tây là mưa bão với giông sét nguy hiểm, thì tại tỉnh Thiểm Tây, các chuyên gia lại đưa ra lời nhắc nhở chú ý phòng say nắng do thời tiết nhiệt độ cao liên tục ở đây. Đài quan sát khí tượng tỉnh Thiểm Tây đã phát tín hiệu cảnh báo nhiệt độ cao màu cam vào lúc 11 giờ sáng thứ Tư. Dự kiến trong 24 giờ tới, nhiệt độ tối đa ở một số khu vực Quang Trung, Thiểm Tây và một phần phía đông Thiểm Tây sẽ tăng lên trên 37 độ C. Và tuần tới, tỉnh Thiểm Tây sẽ có nắng đến nhiều mây và nhiệt độ sẽ còn tăng nhanh. Theo Đài quan sát khí tượng Tây An, nhiệt độ cao nhất ở Tây An đạt 39,8 độ C vào hôm thứ Ba, kỷ lục cao nhất kể từ đầu mùa hè năm nay. Sau vài ngày mưa và thời tiết mát mẻ, người dân Tây An đột nhiên cảm thấy cái nóng như thiêu đốt của mùa hè. Lượng người đi bộ trên đường phố Tây An giảm đáng kể. Nhiều phụ nữ đeo dù che nắng, người đi xe đạp cũng đội mũ và khăn choàng để che nắng và ngăn bức xạ tia cực tím. Theo phân tích dữ liệu khí tượng mới nhất từ Đài quan sát khí tượng tỉnh Thiểm Tây, tỉnh Thiểm Tây chịu ảnh hưởng của luồng không khí Tây Bắc trước dãy áp cao Tân Cương. Trong tuần tới, toàn tỉnh sẽ có nắng đến nhiều mây, nhiệt độ sẽ còn tăng nhanh, khả năng xuất hiện thời tiết oi bức tăng cao. Ở tỉnh Thiểm Tây sẽ có một đợt mưa lớn vào khoảng thứ Sáu, lượng mưa sẽ từ nhẹ đến trung bình. Do lượng mưa ít và thời gian ngắn nên sẽ ít ảnh hưởng đến nhiệt độ tăng liên tục. Đài quan sát khí tượng tỉnh Thiểm Tây nhắc nhở người dân rằng nên hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời trong thời gian nhiệt độ cao vào buổi chiều khi thời tiết nắng nóng, đặc biệt là người già, người yếu, người bệnh và thanh niên cần chú ý phòng chống say nắng và giải nhiệt. Cán bộ làm việc ngoài trời trong điều kiện nhiệt độ cao cần thực hiện tốt công tác phòng chống say nắng. Các chuyên gia khí tượng cũng nhắc nhở các sở liên quan chú ý không để xảy ra tình trạng tiêu thụ điện, nước quá mức, quá tải, dây dẫn, thiết bị đóng cắt, kịp thời ứng phó với tác động của thời tiết nhiệt độ cao đến sinh hoạt của người dân. Còn tại tỉnh Hồ Bắc cũng đã bước vào thời kỳ mưa lũ, các chuyên gia cảnh báo chống sét và lũ lụt trên núi. Sự tăng cường của áp cao cận nhiệt đới và sự di chuyển về phía đông của các rãnh trên và dưới đã khiến vành đai mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc di chuyển về phía Bắc đến trung lưu sông Dương Tử, thời kỳ mưa lũ kể từ những ngày cuối tuần trước. Trung tâm khí hậu khu vực Vũ Hán dự đoán rằng lượng mưa trong thời kỳ này năm nay sẽ cao hơn bình thường từ 10 đến 20%. Mùa mưa là một đặc điểm khí hậu độc đáo của lưu vực sông Giang Hoài. Do độ ẩm không khí cao, nhiều ngày mưa và thường xuyên có mưa xối xả trong thời gian này, mọi người sẽ cảm thấy khó chịu và mọi thứ sẽ dễ bị nấm mốc. Vì vậy, nó còn được gọi là mưa mốc. Mưa mặn ở Hồ Bắc thường xảy ra từ khoảng giữa tháng này đến đầu tháng tới, nhưng do biến đổi khí hậu và các yếu tố khác, thời gian và cường độ của mùa mưa thay đổi hàng năm. Thạch Vạn Trí, nhà dự báo chính của Đài quan sát khí tượng Trung ương Vũ Hán, dự đoán rằng thứ hai tuần tới sẽ có 4 đợt mưa lớn ở Hồ Bắc,
Trong đó, từ thứ Năm đến thứ Bảy tuần này, toàn tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Từ Chủ nhật thứ Hai tuần tới, toàn tỉnh có mưa to đến rất to. Từ thứ Năm đến thứ Bảy tuần sau và từ thứ Bảy đến thứ Hai tuần tiếp theo sẽ có hai đợt mưa mới lớn hơn. Cô nói rằng tổng lượng mưa trong quá trình này là 180mm đến trên 300mm ở phía Tây Bắc, Hồ Bắc và 250mm đến 550mm ở các khu vực khác. Các chuyên gia khí tượng nhắc nhở, do thời gian gần đây có lượng mưa tập trung cường độ cao và diễn ra trên diện rộng nên các ban ngành liên quan cần đề phòng sét đánh, tai biến địa chất núi lửa, đặc biệt chú trọng tăng cường công tác phòng chống tai biến địa chất núi lửa, lũ lụt ở khu vực hồ chứa Tam Hiệp, lưu vực sông Thanh Giang và Tây Bắc, Hồ Bắc. Kính thưa quý vị khán giả, thời tiết cực đoan ở Trung Quốc sẽ ngày càng thường xuyên hơn. 8 hiện tượng thời tiết cực đoan hiếm gặp xảy ra trong tháng này tại Trung Quốc như tuyết ở Bắc Kinh vào ngày cuối tháng. Vào tháng này năm nay, các hiện tượng thời tiết và khí hậu cực đoan đã xảy ra ở nhiều nơi tại Trung Quốc đại lục và các kỷ lục của nhiều yếu tố khí tượng đã bị phá vỡ, giảm thiểu thiên tai. Cục khí tượng Trung Quốc cho biết sự xuất hiện của các hiện tượng thời tiết và khí hậu cực đoan sẽ trở nên thường xuyên hơn và rõ ràng hơn. Điều này đã được chứng minh bằng thực tế. Tống Liên Xuân giới thiệu rằng 8 hiện tượng thời tiết cực đoan hiếm gặp đã xảy ra ở Trung Quốc kể từ tháng này. 1. Sông Hoài Hà. Lượng mưa chỉ đứng sau năm 1954, lượng mưa ở lưu vực sông Hoài Hà vào tháng này cao thứ hai trong lịch sử và lượng mưa ở toàn lưu vực sông Hoài Hà vào tháng này chỉ thấp hơn một chút so với năm 1954, dẫn đến lũ lụt trên toàn lưu vực ở lưu vực sông Hoài Hà. Các vệ tinh khí tượng theo dõi cho thấy diện tích phân lũ lên tới 119 km2. 2. Trùng Khánh, lượng mưa lớn nhất trong 115 năm qua. Hôm thứ Năm, lượng mưa ở một số khu vực của Trùng Khánh đã bị phá kỷ lục khí tượng, đặc biệt là ở xa Bình Bá, đạt 296,6mm, trận mưa xối xả đã giết chết 75 người. 3. Tế Nam, một trận mưa lớn xảy ra ở Tế Nam vào hôm thứ Sáu và lượng mưa trong một giờ lên tới 151mm. Đây là lượng mưa lớn nhất trong một giờ kể từ khi bắt đầu ghi chép vào năm 1958. 25 huyện của 9 tỉnh trên toàn tỉnh bị ảnh hưởng, có 43 người thiệt mạng. 4. Vân Nam, mưa lớn ở Vân Nam gây ra nhiều vụ sạt lở đất và lở đá. Số người chết là 82 người và thiệt hại kinh tế trực tiếp là gần 900 triệu nhân dân tệ. 5. Ô Lỗ, Mộc Tề, Tân Cương, lượng mưa cao kỷ lục, mưa xối xả ở Tân Cương gây ra lũ lụt và lở đất. Lượng mưa ở Ô Lỗ, Mộc Tề vào hôm thứ Năm tuần trước đạt 217,4mm và vỡ kỷ lục lịch sử, khiến 30 người chết và 3 người mất tích. 6. Giang Nam và Nam Trung Quốc, nhiệt độ cao và hạn hán trên diện rộng miền Nam Trung Quốc trải qua nhiều đợt nhiệt độ cao và thời tiết khô hạn. Trong tháng này, hầu hết các vùng của Nam Trung Quốc có nhiệt độ cao trên 37 độ C trong 15 đến 21 ngày, một số khu vực vượt quá 21 ngày. Số ngày nhiệt độ cao liên tiếp ở Phúc Châu lên tới 32 ngày. Đây là ngày nhiệt độ cao liên tiếp nhất kể từ khi Phúc Châu có hồ sơ khí tượng vào năm 1880. 7. Đông Bắc Trung Quốc, 6,67 triệu người thiếu nước sinh hoạt. Hạn hán nghiêm trọng cũng xảy ra ở vùng Đông Bắc Trung Quốc, Hắc Long Giang và phía Đông Nội Mông. Hắc Long Giang và Nội Mông có lượng mưa ít thứ hai trong tháng này hàng năm. Tính đến thứ Hai tuần này, dân số bị ảnh hưởng là 6,67 triệu người và diện tích đất nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi hạn hán là vượt quá 4 triệu hecta. 8. Mưa xối xả và lốc xoáy khiến 141 người thiệt mạng. Hiện tượng thời tiết đối lưu mạnh cục bộ như dông, gió giật mạnh, mưa đá, lốc xoáy xảy ra ở hầu hết các vùng trên cả nước, khiến 241 người chết, nhiều nhất trong những năm gần đây. Những hiện tượng cực đoan như năm nay, thứ nhất là do trái đất nóng lên dẫn đến hoàn lưu khí quyển bất thường, thứ hai là liên quan đến hoạt động bất thường của luồng không khí nóng ẩm Tây Nam. Ngoài ra, toàn bộ dị thường áp cao cận nhiệt đới năm nay cũng dịch chuyển về phía Nam, dẫn đến trong các sự kiện cực đoan rất thường xuyên. Tống Liên Thuần tin rằng sự xuất hiện của các sự kiện cực đoan như vậy sẽ trở nên thường xuyên hơn và rõ ràng hơn. Điều này đã được chứng minh bằng thực tế. Tống Liên Thuần cũng cho biết sẽ có 4-6 cơn bão nhiệt đới lớn hơn hoặc bằng cấp 8 hoặc bão lớn hơn hoặc bằng cấp 12 ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và Biển Đông trong tháng tới. Và từ 2-3 cơn bão sẽ đổ bộ vào bờ biển Trung Quốc. Thời gian đổ bộ đại khái là đầu ngày, giữa ngày và cuối ngày, mỗi nơi một trận. Tống Liên Thuần cho biết sau khi trái đất nóng lên, các khu vực có nhiệt độ cao ở Trung Quốc đang mở rộng, đặc biệt là ở những khu vực không xảy ra nhiệt độ cao theo nghĩa truyền thống, chẳng hạn như một số khu vực ở miền Bắc Trung Quốc. Ví dụ như ở Phúc Châu, nhiệt độ năm nay cao hơn đáng kể, số ngày nhiệt độ cao liên tục lên tới 32 ngày, phá kỷ lục cao nhất trong lịch sử.
nói là bếp lò cũng không ngoa. 9. Tuyết vào tháng này ở Bắc Kinh. Theo nhật báo Thanh niên Bắc Kinh, vào khoảng 18 giờ chiều hôm qua, bầu trời thủ đô bất ngờ bị mây đen bao phủ ngay khi mọi người cho rằng sắp có một trận mưa như chút nước thì những bông tuyết nhỏ bất ngờ rơi xuống gần đường vành đai 3 phía đông. Trận tuyết rơi chỉ kéo dài khoảng 5 phút. Ngày hôm qua, Tống Liên Thuần nói chuyện này vô cùng nghi hoặc, nghĩ rằng tuyết sẽ không thể bay trong thời tiết nắng nóng như hiện nay. Từ góc độ khoa học mà nói không có cơ sở, nhiệt độ trong không khí cũng rất cao. Tuyết dù chưa rơi xuống cũng sẽ tan chảy trong không khí, làm sao bạn có thể nhìn ra được? Chủ yếu là do truyền thông thổi phồng, Tống Liên Thuần nói, Cục Khí tượng không phát hiện có tuyết rơi. 10. Một phần tư huyện và thành phố ở Chiết Giang có nhiệt độ cực cao trên 40 độ C vào tháng này. Hôm qua, Đài quan sát khí tượng tỉnh Chiết Giang cho biết, vào tháng này năm nay, nhiệt độ tích lũy cao. Tổng nhiệt độ trung bình hàng ngày ở Chiết Giang nói chung là 30 năm mới có một lần, và ở một số khu vực là 50-70 năm một lần. 26% số quận có nhiệt độ cực đoan hàng tháng cao nhất vượt quá 40 độ C, với quận Thanh Điền ghi nhận nhiệt độ cao nhất là 41,2 độ C vào hôm thứ Ba tuần thứ Hai trong tháng này. Từ đầu năm đến nay, nhiệt độ trung bình ở Chiết Giang là 17,6 độ C, cao hơn cùng kỳ các năm bình thường 1,8 độ C, cao nhất kể từ năm 1951. Diện tích đất canh tác bị ảnh hưởng do nắng nóng và hạn hán trên toàn quốc là 214 triệu hectare. Tính đến ngày hôm qua, có 214 triệu hectare đất canh tác bị hạn hán, tăng gần 30 triệu hectare so với cùng kỳ nhiều năm, trong đó hạn nặng là 57,24 triệu hectare và khô hạn là 21 triệu hectare. 7,53 triệu người và 5,08 triệu đàn gia súc lớn bị ảnh hưởng bởi hạn hán, khó khăn tạm thời về nước sinh hoạt. Trong số các khu vực bị hạn hán, Giang Tây, Hắc Long Giang, Hồ Nam, Nội Mông, Cát Lâm và Quảng Tây là những khu vực bị hạn hán nghiêm trọng nhất. Và các khu vực bị hạn hán của Giang Tây, Hắc Long Giang và Hồ Nam lần lượt vượt quá 1/3 diện tích đất canh tác của mình. Cơ quan kiểm soát lũ lụt của tỉnh Hồ Bắc đầu tuần này cho biết, do lượng mưa lớn Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Quý Châu và phía Tây Hồ Bắc nên một đợt đỉnh lũ mới ở thượng nguồn sông Dương Tử đã hình thành. Tất cả các khu vực dọc sông Dương Tử ở Hồ Bắc đang chuẩn bị cho trận lũ lớn nhất của sông Dương Tử trong năm nay. Theo Văn phòng Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và Cứu trợ hạn hán tỉnh Hồ Bắc, trong những ngày gần đây, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Quý Châu và phía Tây Hồ Bắc có mưa lớn trên diện rộng, một đợt đỉnh lũ mới hình thành ở thượng nguồn sông Dương Tử. Ước tính đến 8 giờ sáng thứ Hai vừa qua, lưu lượng đỉnh của Hồ Tam Hiệp sẽ đạt 65.000 m3 trên giây. Sau khi có lệnh từ Bộ Tư lệnh Phòng thủ sông Dương Tử, hồ chứa Tam Hiệp sẽ được xả với tốc độ dòng chảy 50.000 m3 mỗi giây, làm giảm tốc độ dòng chảy 14.000 m3 mỗi giây, tương ứng với việc giảm mực nước tại Sa Si và các trạm khác khoảng 1 m. Theo phân tích chế độ nước hiện tại, đoạn dài 1.392 km từ Nghi Sương đến Hán Khẩu, dòng chính của sông Dương Tử sẽ vượt qua mực nước được đảm bảo. Trong đó, đoạn 355,07 km từ Sa Si đến Kiến Lệ sẽ đạt hoặc phá vỡ qua mực nước cảnh báo, một số đoạn sông có thể vượt mực nước đảm bảo. Vào chiều hôm thứ Hai, tỉnh Hồ Bắc đã tổ chức hội nghị phòng chống lũ lụt và phân tích rằng, mặc dù hồ chứa Tam Hiệp đã điều chỉnh và tích trữ một số trận lũ ở thượng nguồn, nhưng lưu lượng xả vẫn rất lớn, tiêu chuẩn phòng chống lũ lụt thấp, nhiệm vụ chống lũ là rất nặng. Thượng nguồn sông Dương Tử gần đây có mưa liên tục, vào lúc 8 giờ sáng thứ Hai, lưu lượng nước vào của Tam Hiệp đạt 51.000 m3 trên giây, tạo thành quá trình lũ lụt nhanh chóng, rõ ràng ở khu vực hồ chứa Tam Hiệp. Bộ Tư lệnh Phòng thủ sông Dương Tử đã phát công điện yêu cầu Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc xả hồ chứa Tam Hiệp với lưu lượng 50.000 m3 trên giây kể từ 12 giờ trưa ngày thứ Hai vừa qua và lưu trữ lũ ở trung và hạ lưu sông Dương Tử. Cùng ngày, trận lũ lớn nhất ở thượng nguồn sông Dương Tử năm nay đã ập đến khu vực đập Tam Hiệp. Lúc 14 giờ chiều, lưu lượng lũ đổ về hồ chứa Tam Hiệp đạt khoảng 45.000 m3 trên giây, 16 cửa xả lũ sâu và 2 cửa tràn xả lũ. Bị ảnh hưởng bởi mưa lớn liên tục ở hầu hết các khu vực thượng nguồn sông Dương Tử trong những ngày qua, đến 8 giờ sáng ngày Chủ nhật, lưu lượng của Tam Hiệp đạt 35.000 m3 trên giây, mức nước lũ lớn nhất trong năm nay. Chương trình kiểm soát lũ năm 2023 của dự án Tam Hiệp đã chính thức được triển khai. Kính thưa quý vị, do ảnh hưởng bởi các rãnh thấp ở độ cao lớn và các đường cắt ở mức trung bình, mưa lớn thường xảy ra ở khu vực trung tâm và phía bắc của tỉnh Giang Tây vào tối hôm qua kèm theo sấm sét mạnh. Mưa lớn xảy ra ở 22 quận và thành phố. Cục Khí tượng dự báo trong 2 ngày tới, mưa lớn sẽ tiếp tục diễn ra ở miền Trung và miền Bắc Giang Tây. Theo thống kê của Đài quan sát khí tượng tỉnh Giang Tây, 22 huyện và thành phố ở Giang Tây có mưa lớn từ 7 giờ sáng thứ Hai đến 7 giờ thứ Tư,
và sét xảy ra ở 58 huyện và thành phố. Mưa lớn chủ yếu xảy ra ở Bình Hương, Nghi Xuân, Nam Xương, Tây Thượng Nhiêu và Nam Cảnh Đức Trấn. Dữ liệu giám sát trạm tự động được mã hóa quy mô trung bình của Cục Khí tượng cho thấy 152 thị trấn ở Giang Tây có mưa lớn và 16 thị trấn có mưa rất lớn. Trong đó, thị trấn Ngộ Khẩu của thành phố Lệ Bình có lượng mưa lớn nhất là 87,6mm. Theo trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán tỉnh Giang Tây, lượng mưa hiện tại vẫn đang tiếp tục và mây vẫn tập trung ở các khu vực phía Tây, Bắc và Đông Bắc của Giang Tây. Từ ngày đến đêm hôm thứ Tư, khu vực phía Bắc tuyến Chiết Giang, Giang Tây, tỉnh Giang Tây vẫn có mưa to đến rất to, có nơi mưa rất to. Dự báo cụ thể của Cục Khí tượng là từ ban ngày đến đêm hôm thứ Tư, Cửu Giang, Cảnh Đức Trấn, Nghi Xuân, Tân Dư, Nam Xương, Bằng Tường, Thượng Nhiêu, Ưng Đàm và phía Bắc Phúc Châu sẽ nhiều mây, có mưa to đến rất to, có nơi mưa rất to. Thành phố Tây An trời nhiều mây, có mưa rào hoặc dông và mưa to cục bộ. Tại Cám Châu trời nhiều mây và chủ yếu có mưa rào hoặc dông. Khi mưa dông có thể kèm theo sét đánh mạnh và mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn. Vào ngày thứ Năm, Thượng Nhiêu, Ưng Đàm, Phước Châu và những nơi khác ở tỉnh Giang Tây nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to hoặc dông và có mưa to. Bình Hương, Cát An, Cám Châu và phía Nam thành phố Nghi Xuân nhiều mây, có mưa vừa đến nặng hạt hoặc dông và có mưa to cục bộ. Các khu vực khác trong tỉnh trời nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to. Tới đến 10 giờ sáng thứ Tư tuần này, mực nước các sông lớn ở Giang Tây ổn định, không có mực nước vượt mức cảnh báo. Mực nước các hồ chứa lớn và vừa ở dưới mực nước giới hạn lũ. Cục Khí tượng Thủy văn nhắc nhở các địa phương tiếp tục tăng cường công tác phòng chống thiên tai, mưa lớn, sấm và sét. Cục Khí tượng tỉnh Giang Tô dự báo, từ thứ Tư đến Chủ nhật, khu vực phía Nam sông Hoài Hà, tỉnh Giang Tô sẽ bước vào mùa mưa, đề nghị tất cả các vùng của tỉnh Giang Tô đang hết sức chú ý đến sự thay đổi của thời tiết, thực hiện các biện pháp hiệu quả để đối phó với lượng mưa lớn và tích cực chuẩn bị kiểm soát lũ lụt. Dự báo mới nhất từ Cục Khí tượng tỉnh Giang Tô cho biết, từ ngày thứ Tư đến thứ Năm sẽ xảy ra một đợt mưa lớn mới. Lượng mưa trung bình từ 50-100mm, có nơi trên 150mm. Đến ngày Chủ nhật lại xuất hiện một đợt mưa lớn mới với lượng mưa lớn hơn, lượng mưa trung bình từ 80-180mm. Lãnh đạo tỉnh Giang Tô yêu cầu các địa phương trong tỉnh, nhất là khu vực ven sông và phía Nam Giang Tô, hết sức chú ý diễn biến thời tiết, chuẩn bị đầy đủ ứng phó với thiên tai bất ngờ, tăng cường công tác quản lý an toàn các hồ chứa, tăng cường các biện pháp thoát nước khẩn cấp đô thị, làm tốt công tác quan trắc, cảnh báo sớm các nguồn nước sinh hoạt, có biện pháp hữu hiệu phòng chống thiệt hại do mưa, úng liên tục, đảm bảo mùa lũ an toàn. Bộ Chỉ huy Phòng thủ tỉnh Giang Tô ra thông báo yêu cầu tất cả các địa phương tăng cường lãnh đạo, có biện pháp hiệu quả để chủ động ứng phó với quá trình mưa lớn, đảm bảo không xảy ra sự cố gì. Tăng cường quan trắc, cảnh báo sớm, kiểm soát chặt chẽ mực nước Thái Hồ để đảm bảo an toàn chống lũ của Thái Hồ, tăng cường công tác quản lý an toàn hồ chứa, nghiêm ngặt hạn chế mực nước trong các mùa lũ, không được tích nước vượt tiêu chuẩn, hạ thấp mực nước vận hành. Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão các cấp phải trực 24/24 giờ. Chủ trì chính là các lãnh đạo có nhiệm vụ chỉ huy ca trực để chuẩn bị sẵn sàng ứng phó khẩn cấp với các tình huống khẩn cấp khác nhau. Hiện nay, tỉnh Giang Tô và các cấp đã có đầy đủ công tác chuẩn bị cho công tác phòng chống lũ lụt. Tỉnh đã thành lập 5 đội cơ động phòng chống lũ lụt và khẩn cấp trọng điểm cấp quốc gia và 7 đội cơ động phòng chống lũ lụt và khẩn cấp cấp tỉnh. Các chuyên gia và quần chúng đang ở chế độ chờ bất cứ lúc nào. Thưa quý vị, mưa lớn xối xả liên tục và mưa bão lớn ở thành phố Hoàng Sơn, phía Nam tỉnh An Huy vào hôm Chủ nhật. Thời gian mưa kéo dài và cường độ cao, hiếm gặp trong những năm gần đây. Mưa lớn đã ảnh hưởng đến 520.000 người và Đài quan sát khí tượng Hoàng Sơn đã đưa ra tín hiệu cảnh báo màu cam. Bắt đầu từ sáng thứ Ba, do áp cao cận nhiệt đới nâng lên phía Bắc, lượng mưa lớn từ phía Bắc Giang Tây đến Hồ Nam lại di chuyển về phía Bắc, ảnh hưởng đến thành phố Hoàng Sơn. Vào buổi sáng, lượng mưa của thành phố là gần 70mm. Theo dữ liệu do Đài quan sát khí tượng Hoàng Sơn cung cấp, ngoại trừ khu thắng cảnh Hoàng Sơn, lượng mưa ở tất cả các khu vực của thành phố trong 3 ngày qua nói chung là trên 200mm, với lượng mưa cao nhất là 328,9mm. Theo thống kê chưa đầy đủ từ trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán thành phố Hoàng Sơn, tính đến 11 giờ trưa thứ Ba, mưa lớn đã khiến 26 tuyến đường tạm thời bị gián đoạn, 15,2km đường dây tải điện bị hư hỏng và 16,8km đường dây thông tin liên lạc bị hư hỏng.
tính đến thời điểm hiện tại, mưa xối xả vẫn đang tiếp tục. Thành ủy Hoàng Sơn yêu cầu cán bộ các cấp của thành phố ra tuyến đầu chỉ đạo chống lũ, bố trí người canh gác ở những nơi nguy hiểm. Những khu vực dễ xảy ra lũ quét phải tổ chức điều động nhân sự trước để giảm thiểu thiệt hại về tài sản của nhân dân. Kính thưa quý vị, vào khoảng 19 giờ 48 phút tối qua, một cư dân mạng đăng tải trên Weibo cho biết trên tuyến tàu điện ngầm số 14 hướng đến Đông Phong, anh ta đột nhiên nghe thấy một tiếng động lớn và nhìn thấy những tia lửa lớn. Theo Cục Khí tượng tỉnh Quảng Đông, người ta đã xác nhận rằng một cơn lốc xoáy đã xảy ra ở quận Công Hóa, thành phố Quảng Châu vào một ngày trước đó. Microblog chính thức của Trung tâm Phát hành Thông tin Cảnh báo Khẩn cấp Quảng Châu cũng cho biết các nhân viên của Cục Khí tượng quận Công Hóa đã xác nhận tại chỗ rằng một cơn lốc xoáy xuất hiện vào khoảng 19h25 phút ngày hôm kia tại thị trấn Thái Bình, quận Công Hóa. Trạm thời tiết trường Trung học số 2 Thái Bình đã ghi nhận một cơn gió mạnh cấp 6 khoảng 12,6 m/s. Theo phản hồi từ những người chứng kiến tại hiện trường, thời gian tồn tại của một cơn lốc xoáy là khoảng 3 phút. Các khu vực bị ảnh hưởng bởi cơn lốc xoáy chủ yếu bao gồm khu phát triển Thái Bình, làng Thái Bình và đường phía Tây Diên Giang ở thị trấn Thái Bình, cho đến nay vẫn chưa có thương vong. Theo Cục Cung cấp Điện Quảng Châu, tính đến 21 giờ 30 phút, cơn lốc xoáy đã ảnh hưởng đến việc cung cấp điện bình thường của hơn 5.400 hộ gia đình, chủ yếu ở làng Khúc Đông, làng Thủy Nam và làng Thái Bình. Sau khi sự cố xảy ra, Cục Cung cấp Điện Công Hóa đã nỗ lực để thực hiện công việc kiểm tra sự cố và sửa chữa khẩn cấp. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn liên tục, lũ lụt đã xảy ra ở nhiều nơi ở Mai Châu trong những ngày gần đây. Sáng hôm qua, tại số 109 đường Yến Giang 1 và số 57 đường Yến Giang 2, thị trấn Cao Bì, huyện Đam Pu, thành phố Mai Châu, hai đứa trẻ 3 tuổi lần lượt bị sốt. Lính cứu hỏa đã đến giải cứu ngay sau khi nhận được báo cáo. Do dòng chảy hỗn loạn và độ sâu của nước hơn 2 mét, khu vực cứu hộ tương đối khắc nghiệt. Nhiều lính cứu hỏa lội vào nhà, mặc áo phao cho cháu bé đang sốt, rồi dùng chiếc thau nhựa làm công cụ cứu nạn, cẩn thận đưa cháu bé cùng người nhà ra khỏi căn nhà mắc kẹt trong vùng lũ. Sau hơn 50 phút cứu hộ, lực lượng cứu hỏa đã giải cứu thành công hai cháu bé bị sốt và gia đình mắc kẹt. Hiện tại, hai em đã được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương gần nhất. Đến trưa cùng ngày, tại số 57 đường Yến Giang 2, thị trấn Cao Bì, huyện Đa Pu, thành phố Mai Châu, một ông lão bị bệnh tim không thể lội nước. Lực lượng cứu hộ phải lái thuyền xung kích vào nhà để giải cứu theo lối cửa và sau hơn 40 phút cấp cứu, bệnh nhân đã được giải cứu thành công. Gần đây, mực nước sâu nhất tại thị trấn Cao Bì, huyện Đa Pu lên tới 2,5 m, hơn 500 dân quân, 10 tàu cứu hộ và 10 thuyền cao su đã được điều động đến khu vực này. Cho đến nay, hơn 4.000 người đã được chuyển đến nơi an toàn. Vào khoảng 15 giờ 55 phút chiều, một vụ lở đất đã xảy ra ở đoạn sán đầu Hào Giang của đường cao tốc Thần Sơn. Theo Trung tâm Giám sát đường cao tốc Thần Sơn, vụ tai nạn khiến giao thông hai chiều trên đoạn đường này bị gián đoạn. Hiện trường phần đầu phương tiện bị hư hỏng. Hiện chưa tìm thấy thương vong. Theo sán đầu Fine News, sau khi vụ việc xảy ra, nhân viên cứu hỏa đã nhanh chóng đến hiện trường vụ lở đất và phối hợp với các bộ phận liên quan để tiến hành kéo đá rơi và dọn dẹp rào chắn sớm nhất có thể. Theo nhân viên của Trung tâm Giám sát đường cao tốc Thần Sơn, vụ việc xảy ra cách cầu Vịnh Sán Đầu 2 km về hướng Thâm Quyến. Đồng thời, bộ phận quản lý đường cao tốc nhắc nhở người dân rằng các chủ xe ô tô đi qua cần chú ý đi đường vòng trước và chú ý đến đường cao tốc Quảng Đông khi di chuyển. Các quan chức Trung Quốc chỉ ra rằng lũ sông Hoàng Hà số 1 năm 2023 hình thành ở Trung Lưu vào ngày hôm thứ Năm và đổ xô về phía Hạ Lưu. Hôm nay, nó đi qua tỉnh Hà Nam. Sau khi quan sát, người ta thấy rằng đây là trận lũ lớn nhất kể từ năm 1979. Lưu lượng dòng chảy lên tới 8.360 mét khối trên giây, các quan chức đã khẩn trương dốc toàn lực để xả lũ. Dựa trên báo cáo của các phương tiện truyền thông Trung Quốc, báo cáo lũ lụt của Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc cho thấy do dòng chảy của sông Vệ Hà và nhánh phía bắc của sông Hoàng Hà gia tăng, dòng chảy của trạm thủy văn thông quan ở giữa đoạn của sông Hoàng Hà đã tăng lên 5.090 mét khối trên giây vào lúc 11 giờ đêm hôm thứ Năm. Đây là trận lũ số 1 trên sông Hoàng Hà năm 2023. Khi lũ tiếp tục tiến về hạ lưu, Ủy ban Bảo tồn nước sông Hoàng Hà đã đưa ra cảnh báo lũ màu vàng cho đoạn sông ở thành phố Tam Môn Hiệp, tỉnh Hà Nam. Vào ngày hôm qua, hồ chứa địa phương đã đo được trận lũ lớn nhất trong 42 năm qua vào ngày hôm nay, với tốc độ dòng chảy là 8.360 m khối trên giây. Lưu lượng lũ sông Hoàng Hà năm 1979 cao tới 11.000 m khối trên giây. Lũ lụt khiến hồ chứa Tam Môn Hạ phải khẩn cấp mở toàn bộ 26 cửa xả để xả lũ.
các quan chức Tam Môn Hiệp cho biết dòng chảy từ trung và thượng lưu sông Hoàng Hà tiếp tục ở mức cao. Dự kiến dòng nước lớn như vậy sẽ tiếp tục trong vài ngày tới. Thời gian đe dọa nghiêm trọng đến an toàn phòng chống lũ, mục tiêu phòng chống lũ năm nay sẽ tiếp tục được giám sát, chưa công bố có thiệt hại hay không. Thưa quý vị, kể từ cuối tháng vừa qua, hơn chục tỉnh thành ở Trung và Lưu Sông Dương Tử hứng chịu mưa lớn gây ra lũ lụt ngoài tầm kiểm soát. Theo Bộ Nội vụ Trung Quốc, tính đến ngày hôm qua, theo thống kê, hơn 11,5 triệu người ở 8 tỉnh bao gồm An Huy, Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quảng Tây, Trùng Khánh, Tứ Xuyên và Quý Châu đã bị ảnh hưởng bởi mưa và lũ gây ra khiến 43 người chết, 25 người mất tích và thiệt hại kinh tế trực tiếp vượt quá 20,8 tỷ nhân dân tệ, tương đương 94,4 tỷ đài tệ. Theo báo cáo tổng hợp của các phương tiện truyền thông, những trận mưa xối xả gần đây ở Trung và Hạ Lưu Sông Dương Tử ở Trung Quốc đã gây ra cái mà giới truyền thông mô tả là trận lũ số 1 sông Dương Tử, đổ xô đắp đê gần sông Tương Giang và các con sông khác, gây ra hơn 11,5 triệu người bị ảnh hưởng, 43 người chết, 25 người mất tích và thiệt hại kinh tế trực tiếp vượt quá 20,8 tỷ nhân dân tệ, khoảng 94,4 tỷ đài tệ. Lý Quốc Anh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc cho biết vào ngày hôm qua rằng Hồ Nam được yêu cầu chuẩn bị đầy đủ vật tư và thiết bị để kiểm soát lũ lụt và cứu hộ khẩn cấp và trụ sở kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán quốc gia sẽ hỗ trợ kịp thời. Ngoài ra, để phòng chống lũ lụt, các doanh nghiệp trung ương như State Grid, China State Construction, China Hodian, China Southern Power Grid, China Railway Group cũng tham gia đội chống lũ và tham gia công tác cứu hộ và bảo trì. Còn tại các tỉnh phía đông nam Trung Quốc cũng đã bước vào mùa mưa, mưa lớn gây lũ lụt ở nhiều nơi. Theo báo chí nước ngoài đưa tin, ngày hôm qua, một số con sông ở tỉnh Chiết Giang dâng cao, mực nước tại ga Lan Tây ở Lan Giang cao tới 32,04 m, chỉ đứng sau tháng 6 năm 1955. Trận lũ tháng 6 năm 1955 cao 33,49 m là trận lũ lớn nhất ở lưu vực sông Tiền Đường trong hơn 80 năm qua. Theo báo cáo tổng hợp của các phương tiện truyền thông nước ngoài, mưa lớn những ngày gần đây ở tỉnh Chiết Giang đã khiến mực nước của các con sông và hồ chứa lớn trong lưu vực sông Tiền Đường tiếp tục dâng cao, gây cảnh báo cho mực nước của 6 hồ chứa lớn và 38 hồ chứa cỡ vừa nhất là hồ chứa ở Chiết Giang. Mực nước tại ga Lan Tây ở Lan Giang đạt 32,04 m vào lúc 8 giờ tối qua, mực nước cao nhất kể từ tháng 6 năm 1955. Hiện tại, chính quyền Trung Quốc đã cử 3.000 quân đến ứng cứu thiên tai. Ngoài ra, Giang Tây, Chiết Giang, Quý Châu, Hồ Nam, Quảng Tây và các tỉnh khác cũng xảy ra mưa lớn và lũ lụt. Riêng tỉnh Giang Tây có tới 1,563 triệu người bị ảnh hưởng, 27 người chết, 16 người mất tích, gần 600 ngôi nhà bị sập. Tại tỉnh Quý Châu, hơn 800.000 người bị ảnh hưởng, với 16 người chết và 9 người mất tích. Thưa quý vị, nhiều ngày mưa xối xả ở miền Bắc Trung Quốc đã gây ra thương vong nghiêm trọng. Chính quyền thành phố Huỳnh Đài, tỉnh Hà Bắc thậm chí còn bị buộc tội xả lũ mà không thông báo trước. Hậu quả là người dân ở làng Đại Tây An, ở hạ lưu sông Kỳ Lý, nước dâng cao trước khi họ có thể sơ tán kịp thời. Nước dâng cao khiến 45 người chết và 23 người mất tích. Tuy nhiên, Phó Thị trưởng thành phố Huỳnh Đài đã tổ chức một cuộc họp báo vào ngày hôm nay, nhấn mạnh rằng lũ sông Kỳ Lý là do các yếu tố tự nhiên và không phải do con người xả lũ gây ra. Theo báo cáo tổng hợp của các phương tiện truyền thông Trung Quốc, những trận mưa xối xả ở Hà Bắc đã gây ra lũ lụt, chính quyền không thông báo cho người dân vùng Hạ Du khi xả lũ. Nhận xét này ngay lập tức được đưa lên mạng xã hội Trung Quốc, gây ra nhiều cuộc thảo luận rất gay cấn. Tuy nhiên, chính quyền thành phố Huỳnh Đài đã tổ chức một cuộc họp báo vào ngày hôm nay. Phó thị trưởng nhấn mạnh, lũ lụt là do nguyên nhân tự nhiên gây ra, không phải do con người xả lũ và nhấn mạnh rằng sau khi lũ lụt xảy ra, hệ thống cứu trợ thiên tai lần đầu tiên được kích hoạt và mọi nỗ lực đã được thực hiện để cứu người. Theo thống kê sơ bộ của các cơ quan chức năng, tính đến 7 giờ sáng ngày hôm nay, tại thành phố Huỳnh Đài đã có 45 người thiệt mạng và 23 người mất tích. Quý vị thân mến, lũ lụt hiện đang lan rộng khắp các tỉnh thành tại Trung Quốc. Chỉ riêng tại huyện Kim Hưng, tỉnh Hà Bắc đã có 56 người thiệt mạng và 35 người mất tích. Điều kỳ diệu đã xảy ra tại một vùng nông thôn tên là thị trấn Tiêu Tác của huyện Kim Hưng. Hình ảnh một số thanh niên đang đứng dựa vào trên một cột điện thoại đã cứu được 17 phụ nữ già yếu và trẻ em. Theo báo cáo của Cover News, có một trận mưa lớn vào 2 ngày trước. Vào lúc 6 giờ chiều, nước đã bất ngờ tràn về gây ngập đường phố. Lúc này, Triệu Xuân Nguyên, một người đàn ông 39 tuổi, mở một quán mì ở thị trấn vội kêu gọi khách đóng cửa chặn nước. Cuối cùng,
không chịu nổi sức nước, nước lũ vẫn phá cửa tràn vào nhà hàng. Trường Kim Thư, hàng xóm của Triệu Xuân Nguyên ngay lập tức đề nghị trèo lên mái nhà từ cột điện. Nhưng khi đến cột điện, họ lập tức nhận ra rằng có rất nhiều trẻ em và phụ nữ đang chờ giải cứu. Nên trước tiên, họ đã hộ tống 3 đứa trẻ và 5 người phụ nữ lên cột điện. Đàn ông trèo lên đón trước, người già yếu, phụ nữ và trẻ em lần lượt được đưa lên mái nhà. Triệu Xuân Nguyên, chủ quán mì là người cuối cùng đi lên, kể lại khi trèo lên cột điện nước đã ngập đến cổ. Tình hình khá nguy kịch, kiểm kê lần cuối trên mái nhà có 8 phụ nữ và trẻ em, 9 cụ già trên 60 tuổi và 5 nam thanh niên khỏe mạnh. 22 người ở trên mái nhà cho đến trưa ngày hôm sau khi nước lũ rút và thị trấn Tiêu Tác bị lũ tàn phá nặng nề. Lũ tại sông Dương Tử cũng đã ảnh hưởng đến 50 triệu người. Lưu vực sông Dương Tử của Trung Quốc đã trải qua 27 trận mưa lớn trong năm nay, khiến hơn 50 triệu người ở 625 quận, huyện, thành phố của 10 tỉnh trong cả nước bị ảnh hưởng và 222 người thiệt mạng, gây thiệt hại kinh tế lên tới 103 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 494,4 tỷ đài tệ. Theo báo cáo tổng hợp của các phương tiện truyền thông nước ngoài, sông Dương Tử ở Trung Quốc hiện đang phải đối mặt với lũ lụt nghiêm trọng như năm 1996. Tổng cộng 625 quận, thành phố và huyện ở 10 tỉnh của Trung Quốc, khoảng 51,19 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi mưa và lũ lớn, hơn 2,89 triệu người đã phải sơ tán khẩn cấp. Lũ lụt đã làm sập 110.000 ngôi nhà và phá hủy 4.167.000 ha hoa màu, với tổng thiệt hại khoảng 494,4 tỷ đài tệ. Báo cáo cho biết rằng chính quyền Trung Quốc hiện đang huy động 4 triệu người để bảo vệ bờ kè ở lưu vực sông Dương Tử, được gọi là thân cây sông Dương Tử. Tổng cộng đã có 27 trận mưa lớn xảy ra kể từ đầu mùa lũ và không loại trừ khả năng có mưa lớn trong thời gian tới, cũng như dự báo có những cơn bão mạnh có thể tiến sâu vào nội địa Trung Quốc. Mưa lớn cũng đang diễn ra ở miền Nam Trung Quốc, ảnh hưởng hàng triệu người. Một số tỉnh ở miền Nam Trung Quốc gần đây đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lớn, gây lũ lụt nghiêm trọng. Theo báo chí nước ngoài đưa tin, tính đến tối ngày hôm qua, ít nhất 31 người đã thiệt mạng và 15 người mất tích, hơn 2,5 triệu người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Theo báo cáo tổng hợp của các phương tiện truyền thông nước ngoài, Hồ Bắc, Giang Tây, An Huy, Quảng Tây và các tỉnh khác của Trung Quốc đã có mưa lớn liên tục trong nhiều ngày và lũ lớn đã xảy ra. Tại tỉnh Hồ Bắc, ít nhất 14 người chết, 12 người mất tích và hơn 880.000 người bị ảnh hưởng. Tại khu tự trị Quảng Tây, 6 người chết, 2 người mất tích và dân số bị ảnh hưởng khoảng 570.000 người. Tại tỉnh An Huy, hơn 170.000 người bị ảnh hưởng, diện tích hoa màu bị ảnh hưởng bởi thiên tai là hơn 200.000 ha. Ngoài ra, nhà chức trách Trung Quốc dự đoán trong 3 ngày tới sẽ tiếp tục có mưa lớn ở phía đông bắc tỉnh Quý Châu, phía đông tỉnh Hồ Bắc, tây bắc tỉnh Hồ Nam, phía nam tỉnh Hà Nam và phía tây tỉnh An Huy và lũ lụt có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Kính thưa quý vị, vào khoảng nửa đêm hôm kia, lũ quét bất ngờ đổ về tại huyện Đại Đồng, thành phố Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải. Sau khi sự việc xảy ra, một số người dân chứng kiến trận lũ quét đã kể lại chi tiết về trận lũ quét. Lúc đó do nước lũ lên nhanh nên nhiều người không kịp thoát thân. Trong một gia đình có 8 người, chỉ còn lại 2 người sống sót và một số gia đình đã mất liên lạc với 4 thành viên. Nhiều người dân ở thị trấn Thanh Sơn, huyện Đại Đồng cho biết, ngoài thương vong và mất liên lạc, nhiều ngôi nhà của dân làng bị cuốn trôi, nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi bị phá hủy. Gia súc như trâu bò và cừu cũng bị cuốn trôi hoàn toàn. Theo thông báo chính thức từ huyện Đại Đồng, thành phố Tây Ninh, tính đến nửa đêm ngày hôm qua, 6.245 người từ 1.517 hộ gia đình ở 6 làng thuộc 2 thị trấn và 6 làng ở huyện Đại Đồng, thành phố Tây Ninh đã bị ảnh hưởng do lũ quét. Trận lũ quét đã làm 33 người chết, 18 người mất liên lạc, 2 ngôi nhà bị cuốn trôi, 14 nhà bị hư hỏng gần như hoàn toàn. Hiện các nhà cửa, đường xá, cầu cống, sông ngòi vẫn đang được thống kê.